Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi cuối học kỳ 2 tiếng Anh lớp 4 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Trước hết là question 1, mình sẽ tìm từ khác loại nha. Trước hết là câu số 1, mình sẽ có 4 từ. Mình sẽ xem trong 4 từ sẽ có một từ khác loại. Đây là con gà nè, noodle, camera rồi. Như mình thấy là camera sẽ khác loại đúng không? Ba thứ còn lại là thức ăn được, còn cái từ này sẽ không ăn được. Như vậy là câu số 1 mình sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo là câu số 2. Mình sẽ xem từ nào khác loại. Đây là gia đình, đây là dài. Như mình thấy là ba từ này là đồ dùng đúng không? Còn này là gia đình. Như vậy là câu số 2 mình sẽ chọn đáp án A, đúng rồi. Ba từ còn lại nói về đồ dùng, còn từ này là về gia đình, là gia đình, là khác loại ba từ còn lại, đúng rồi. Giờ tiếp theo là câu số 7. Mình xem 4 từ xem từ nào sẽ khác loại. Như vậy là ba từ này sẽ nói về động vật, đúng rồi. Có từ này thì không nói về động vật. Như vậy là câu số 3 mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu số 4. Bakery, school, hotel. Như vậy mình thấy là từ này sẽ khác loại, đúng không? Đây là những cái cửa hàng, trường học, okay, khách sạn này. Còn cái từ này sẽ khác loại, đúng không? Như vậy là câu số 4 mình sẽ chọn đáp án D nha. Đúng rồi. Giờ như vậy mình xong question 1, mình sẽ qua tiếp question 2. Giờ question 2 nhìn tranh và hoàn thành các từ còn thiếu nha. Giờ như vậy là có một cái anh này, anh đang ôm bụng và đang suy nghĩ về thức ăn, đúng không? Như vậy có nghĩa là anh ấy đang đói bụng nha. Vậy thì mình sẽ thêm từ vào cho được một từ hoàn chỉnh nha. Đúng rồi. Giờ tiếp theo, đây là bệnh viện, đúng không? Bệnh viện chính là hospital. Giờ tiếp theo hình này là một anh chàng đang hát. Như vậy chắc là ca sĩ đây. Giờ tiếp theo là hình số 4. Đây là dao cổ, đúng không? Mình sẽ thêm từ vào để được từ hoàn chỉnh nha. Giờ tiếp theo. Đây là một cái lớp học, đúng không? Và tiếp theo là một người, một anh chàng rất là ốm, đúng không? Giờ như vậy mình xong question 2 nhé. Giờ question 2 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua question 3. Giờ như vậy mình sẽ đọc cái đoạn văn. Giờ sau đó điền chữ yes vào câu đúng và chọn no nếu là câu sai. Phong thân mến, tôi tên là Jack. Ngày hôm qua thật là vui và thư giãn. Tôi thức dậy trễ và buổi sáng thì tôi dọn dẹp phòng của tôi. Và buổi trưa thì tôi tưới nước cho hoa ở trong vườn. Sau đó tôi làm bài tập về nhà của tôi. Và buổi tối thì tôi chat. Tôi nói chuyện online trực tuyến với lại bạn nam của tôi. Chúng tôi nói về những bộ phim yêu thích. Còn buổi tối ngày hôm qua của bạn thì như thế này. Đúng. Giờ sau khi đọc đoạn văn xong, mình xem câu nào đúng, câu nào sai. Nếu đúng thì mình để là yes, nếu sai thì để chữ no nhé. Như vậy mình sẽ chọn lời yes or no.
giấc có áp bê lên, giấc dậy, thức dậy sớm đúng hay không? Như vậy chắc chắn là sai đúng không? Đây này, WhatsApp play, như đây là no nhé. Giờ vào buổi sáng thì anh ấy dọn dọn phòng khách, như vậy đây cũng là câu sai đúng không? Vào buổi sáng thì anh ấy dọn cái phòng của anh ấy chứ không phải là dọn phòng khách nhé. Như vậy đây cũng là no luôn. Và buổi trưa thì anh ấy làm việc ở trong trong vườn, như vậy đây là câu đúng này. Anh ấy tưới hoa trong trong vườn, như vậy ở đây mình chọn là dưới. Và tiếp theo là câu số 4. Và buổi tối thì anh ấy nói chuyện trực tuyến với bạn Mai của anh ấy, như vậy ở đây là sai. Anh ấy nói chuyện với bạn Nam chứ không phải là bạn Mai, như đây chọn là no luôn. Giờ như vậy mình xong question 3, mình sẽ qua question 4. Giờ tiếp theo là question 4, điền vào đoạn văn dựa vào các từ cho sẵn, có hai từ không dùng đến. Như vậy mình có các từ gồm có photo, hospital, car, finish và filming nha. Giờ mình sẽ xem từ nào chờ mình sẽ điền vào cho hợp lý nha. Giờ như vậy là đây là ba của tôi. Anh ấy là một bác sĩ, ông ấy là một bác sĩ nha. Ông ấy làm việc ở, bác sĩ thì làm việc ở đâu nè? Bác sĩ thì chắc chắn phải làm việc ở hospital đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ chọn là hospital nha, bệnh viện. Anh ấy thì luôn luôn bận rộn. Vào cuối tuần thì chúng tôi có một buổi cắm trại đúng không? Như vậy ở đây mình chọn là picnic nha. Chúng tôi thường đi đến đó bằng bằng xe hơi. Tôi thích cái gì nè? Tôi thích rất là nhiều, nên ba của tôi thỉnh thoảng lái xe tôi đến bờ biển. Như vậy đến bờ biển thì chắc chắn là phải đi bơi đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ chọn là swimming nhé. Chúng tôi thường chụp hình đúng không? Take some photo. Đúng. Giờ như vậy mình xong question 4, mình sẽ qua question 5. Tiếp theo là question 5, sắp xếp các từ sau hàng câu hoàn chỉnh. Như vậy mình sẽ sắp xếp các từ này lại thành để được một câu hoàn chỉnh nha. Giờ tiếp theo câu số 2 cũng vậy. Giờ đây là câu hỏi nên mình sẽ đưa vào trước. Đưa vô. Giờ câu số 3 cũng vậy. Giờ mình sẽ đưa A ra, chủ từ ra trước. A first. Yeah.
Giờ tiếp theo là câu số 4. Đây là câu hỏi nhưng mà sẽ đưa quát vô trước. Giờ như vậy là mình xong Western File nhé. Giờ Western File có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy thì giảng dạy nhiều bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Linh bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Linh. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.